nhiêu phút rồi mới cứ lạp con như bố không nhá. Đời như đấy. Tít treo gì tít? Treo hai kéo nhau. Rất ngáo ngơ đấy. Treo hai kéo nhau ở bên chỗ. Bỏ ra. Cái con Ngọc này, mày đứng ra đây bố xem nào. Ủa nên quay đi. Em sẽ treo nó ở đây. Nếu mà hết chỗ treo đấy rồi thì treo ra móc. Đây. Đây. Kìa, treo cho em đi. Ôi, mày định treo đi làm gì? Thôi bỏ ra. Ngắm nào. Chứ không cho bác cái treo. Ít dễ ưa. Được không? Những quần nhỏ áo nhỏ, quần nót mà treo ở trên hết rồi thì vẫn treo ra móc được. Chứ hiểu không? Không, cái kia nó đầy rồi thì không cần phải treo ở đấy đâu. Ai ra đâu? Tiếp hiểu ý bố nói không? Mấy chỗ móc mất. Ôi dồi ôi, mình thấy. Ôi dồi ôi. Tôi là áo của em. Đây là đâu gì mà, mình biết quần áo à? Ngọc ơi, quần áo chưa khô phơi đâu mà mày đã cho vào đây nhá. Con xem thế nào. Này. Ngọc cho móc đi không đưa cho anh, mày cứ tung đến bắt đầu lại rơi bẩn hết quần áo. Anh già con chung. Dây áo của ai nhỉ? Còn như vậy.